Ơi cái thằng này nó bắn anh rồi nè, trong nhà nè. Để em vô tiếp nè. Em tránh xa ra đi, để anh em đụng đạn nó nè. Ok ok nè. Chết rồi con. Em trời con cái gì chết em luôn nè anh nhau. Lỗi anh, để em trả thù cho. Bao nữa rồi, ông chơi một mình không đi ông nội ơi. Chết nè. Chết mày con. Chào mọi người đã trở lại với kênh Tony TV. Thì ngày hôm nay chủ nhật cuối tuần, mình và team Tony sẽ quay một video mới nha các bạn. Trời đất ơi, cái gì vậy? Sao giờ tới giờ quay phim mà em cầm tập làm sao vậy? Tuần sau tụi em kiểm tra gọi anh ơi, bây giờ tụi em đang học bài từ từ nè. Đúng rồi anh. Trời ơi. Hứa này, mày nhìn xung quanh đi, người ta đang cầm tập học bài mà sao mày... Trời đất ơi, mày chơi game. Lo gì anh ơi, tối về nhà đóng cửa phòng lại, yên tĩnh học bài cho dễ. Chứ các bạn nhìn đi, mạnh ai đi học, ồ mà học sao vô được. Này nó cũng hợp lý nè. Bây giờ tuần tới á, ai kiểm tra giơ tay lên. Em. Ủa em học có lớp 5 mà từng tới em cũng kiểm tra nữa hả? Gần thi học kỳ rồi anh ơi, thầy cô kiểm tra nhiều dữ lắm. Trời ơi, nhỏ này học cái gì mà chăm chú ghê vậy? Em đang học công thức hóa lớp 8 này anh. Rồi em học có hiểu gì không? Gán học lấy điểm lên lớp vậy thôi, chứ không hiểu gì hết trơn á. Tội nghiệp, anh hiểu cái cảm giác này tại xưa anh trải qua rồi. Gán đi em ha. À, nhìn chung như thế này nè, bài dở gì đó tối về mấy em chịu khó đóng cửa phòng lại học đi, còn giờ tới lúc quay phim rồi mình dẹp tập qua giùm anh cái đi nha. Quay lẹ lẹ chứ anh Dương, bài nhiều lắm em chưa có học gì trơn á, chết hẹn chưa. Ủa cái tay anh bị gì rồi? Liệt luôn rồi. Hay quá quên. Dạ dạ dạ, nghe tao nói nè, nhờ mày mà cái tay anh liệt rồi đâu còn tay nào quay phim nữa đâu. Đi về. Đứa nào đi về cuối tháng khỏi lãnh lương nha. Vì hôm nay mình quay clip gì hả anh Vinh? Không quay phim em thấy ngứa ngáy mình mấy lắm luôn á. Anh thấy mấy đứa chuẩn bị kiểm tra rồi. Hôm nay mình sẽ tạo ra một cái series mới trên kênh Tony TV. Có thể kiểm tra kiến thức cũ của mấy em, đồng thời cung cấp cho mấy em có thêm những cái kiến thức mới và những cái vấn đề xoay quanh cuộc sống hàng ngày, để mình có thêm kiến thức áp dụng vào thực tế. Trên tay của anh đang có 9 cây que đè lưỡi, thì con số trên này chính là số thứ tự thí sinh của các em luôn. Rút đi. Rồi. Số 4 các bạn. Số 6 các bạn ơi. Khoan, em lặng đi chị hỏi Vinh cái. Anh Vinh ơi, em bóc được số 2. Ủa mà bóc này mình thấy gì vậy? Mấy em biết cuộc thi ai là triệu phú không? Dạ biết. Thì cuộc thi của mình nó cũng giống giống vậy, nó mang tên ai là rich kid. Thì cuộc thi ai là triệu phú á, dành cho người lớn, kiến thức người ta nó tổng hợp ở trên thế giới nè, bao la lắm. Còn cuộc thi này của mình á, anh sẽ gom cái phạm vi kiến thức nhỏ nhỏ lại như là ngang ngang lứa tuổi tụi em cho mấy em thi cho dễ. Rồi thí sinh nào số 1 đâu? Em nè anh. Cuộc thi bắt đầu. Chan. Mày im nha. Mày camera man, mày lo quay phim thôi. Còn mấy cái âm thanh này kia để editor người ta chèn vô. Em xin lỗi cho em nhiều chuyện. Mời tất cả thí sinh bước vào ngồi trong ghế đi. Thí sinh nào số 1 đâu? Em nè anh Vinh. Rồi mời em đứng ở phía bên đây đi. Dạ. Hai cái laptop này mình đã liên kết với nhau rồi. Bên laptop đây mình chỉnh cái gì thì An Ngọc nó sẽ thấy cái đó. Còn trên cái kệ này chính là phần thưởng cho các thí sinh đây. Nghe quy tắc đây nè. Em vừa có được 4 câu đầu, em sẽ được chọn những cái con thú nhồi bông ở đây nha. Dạ. Còn không á thì là một bộ Lego. Dạ. Sau khi em vượt qua được câu hỏi thứ 8, em sẽ có được một cái mô hình Berrick bất kỳ do em tự chọn. Khi mà em vượt qua được 10 câu thì phần thưởng em là 10 chẹo. Dễ ăn lắm. Rồi Ngọc đầu tiên nha. Đây câu hỏi của Ngọc. Thực phẩm nào dưới đây giàu chất đạm? A. Trứng gà. B. Cải ngọt. C. Dưa hấu. D. Xoài chín. Trời ơi câu này dễ, học sinh cấp 1 cũng biết nữa. Em học lớp 5 nè, mà có biết đâu. Mình đủ luôn đi ơi. Không có chất đạm, không có trái cây, dưa hấu với xoài chín là không phải rồi nè. Cải ngọt là chất xơ. À, em chọn câu A, trứng gà. Tại vì em tập gym em biết mà, ăn nhiều trứng gà vô, chuột bự dữ lắm. Mày cũng có chuột nữa hả? Nè anh. Nhưng câu A là đáp án chính xác. Yeah. Hay dạ. Quên nữa, mỗi thí sinh đều sẽ có một lần gợi ý. Nhớ là gợi ý thôi nha. Dạ. À, rồi. Một lần một à. Câu thứ hai.
con sông nào dài nhất trên thế giới? A. Sông Mekong. B. Sông Nin. C. Sông Amazon. Và D. Sông Hoàng Hà. Ơi, mới có câu thứ hai à, mà anh thấy khó rồi đó Quang. Khó là do anh thiếu kiến thức. Ơi, vậy là em biết câu này hả Quang? Sông Mekong dài nhất Đông Nam Á đó. Ủa vậy ba, người ta hỏi á là sông nào dài nhất thế giới? Vậy thì không biết rồi. Sông Mekong là sông của Việt Nam, mà Việt Nam nhỏ xíu à, đâu có con sông nào lớn tới vậy. Sông đang nghi vấn câu B với câu C nè. Sông Amazon. Chọn lẹ đi. Hết thời gian. Em quyết định rồi, em chọn câu B. Sông Nin. Dạ. Câu B là đáp án đúng. Yeah. Sông Nin dài nhất trên thế giới, chiều dài nó là 6.650 km. Dạ. Rồi câu hỏi tiếp theo của A Ngọc. Tập hợp các loài nào sau đây thuộc lớp động vật có vú? Loài thú nha. A. Bò, châu chấu, khỉ. B. Ếch, nhái, cua. C. Tôm, mũi, rắn. Và D. Gấu, mèo, cá heo. Câu 3 này thấy bắt đầu hơi khó khó rồi đó. Không phải rồi nè. Câu B cũng vậy luôn. Dễ quá. Câu D nè. Ơi, gấu, quá dễ mèo, quá. Cá heo. Em chọn câu D. Gấu, mèo, cá heo. Chính xác. Yeah. Sao thằng này nó hay dữ vậy ta? Mấy câu này nó trả lời cũng nhanh quá vậy. Câu thứ tư nha. Dạ. Trả lời đúng câu này là lấy quà. Chính nha. Trời ơi, hay quá Ngọc ơi. Bạn cần làm gì khi bị kẹt trong ngôi nhà đang cháy? A. La hét thật lớn. B. Tìm nơi ẩn nấp. C. Nhảy vô bồn nước. D. Chùm khăn ướt bò ra ngoài. A. À, câu này dễ. Nhà cháy thì kiếm bồn nước, nhảy vô tắm cho mát. Chừng nào nhà cháy xong thì leo ra ngoài. Tìm nơi ẩn nấp họ cũng thành heo quay thôi. Nhảy vào bồn nước thì họ thành heo hấp. Em chọn câu D, chùm khăn ướt bò ra ngoài. À, đây là một kiến thức cực kỳ quan trọng đối với các bạn nhỏ. Thỉnh thoảng mà gặp sự cố khi nhà đang bị cháy thì chúng ta phải ngay lập tức chùm cái khăn ướt lại và sau đó lấy cái khăn ướt đó bịt cái mũi. Để chi, để thôi sẽ bị ngợp khói rồi bò ra ngoài. Ai được 4 câu hỏi là ai? Thích cái phần quà nào? Thôi em lấy Lego anh đây. Rồi lấy Lego. Các bạn muốn mua đồ chơi sáng tạo á thì lên shop tinythoi.vn để mua nha. Anh dùm miễn phí vận chuyển luôn. Câu thứ 5. Bây giờ anh mời em xem một cái tiểu phẩm nha. Dạ. Quá trời đã à. Sầu riêng nó ngon thiệt đó, nhưng mà nó nóng trong người dữ lắm nha chú anh. Em gán ăn cho dịu đi. Còn ngày mơ cái mặt nó mụn như việc kim cháy luôn. Anh Ngáo, em cũng học chung với Vũ Thanh nè, mà sao mặt nó nổi mụn? Còn em không nổi phục nào nè. Nghe ngộ thiệt. Nhiều khi em cũng muốn cho cái mặt của mình nó nổi 2-3 mục mụn để biết được cái cảm giác nổi mụn với người ta, mà sao nó cứ lén lút như vậy nè. Giận tiếng mà nó quýnh nha trời. Em có 30 giây để suy ra đây là câu thành ngữ gì. Trời, mày làm gì mà quýnh qua giáo sư của tao dữ vậy Thanh? Mày thấy mặt tao bị mụn vậy không? Nó không tội nghiệp mà nó còn lấy chuyện đó ra làm trò cười cho thiên hạ nữa. Vậy đó hả? Gặp tao ha, là tao cào cào nhét cái mặt nó luôn á. Mèo. Nó chọc thằng Thanh. Sao thằng Thanh nó đấm nâu mắt thằng Quang? À, có rồi, cái này là cái miệng hay cái thân nè anh? Chính xác. Cái miệng hay cái thân, đây là một câu thành ngữ nói về cái chuyện mà em nói năng thiếu thận trọng, không có suy nghĩ, không biết giữ mồm giữ miệng. Thì không sớm hay muộn mình cũng sẽ tự rước quả vào thân thôi nha các bạn. Câu hỏi số 6 có nội dung như sau. Địa danh núi Bà Đen thuộc tỉnh nào? A. Lâm Đồng. B. An Giang. C. Tây Ninh. D. Lào Cai. Qua địa lý luôn rồi. Qua địa lý rồi. Núi Bà Đen này hổm em có đi rồi nè. Núi Bà Đen thuộc tỉnh Tây Ninh. Chính xác. Yeah. Này hay vậy. Ai là vị vua cuối cùng trong các triều đại ở Việt Nam? A. Vua Bảo Đại. B. Vua Gia Long. C. Vua Minh Mạng. Và D. Vua Lý Thái Tổ. Bữa hổm mình có đi lên Đà Lạt bạn, có đi qua một cái chỗ gọi là Dinh Bảo Đại.
nên mình biết vua Bảo Đại là vị vua cuối cùng. Em chọn câu A, vua Bảo Đại. Thằng này có kiến thức đúng không? Câu 8. Em trả lời đúng câu 8 mày làm lấy mô hình Beric nha. Dạ. Rồi tập trung nè. Bộ phận nào trên cơ thể người sẽ to gấp 6 lần khi nóng giận? A cơ bắp, B trái tim, C đồng tử, mắt và D lá gan. Cái này chắc cơ bắp á chị Thảo ơi. Không phải, trái tim. Có phải lúc con nóng giận là tim con đập nhanh đúng không? Lúc đó là đang bơm máu đó, nó bơm một hồi ha, trái tim con bự bị lớn vậy nè. Ôi, hay quá chị Thảo ơi. Khó rồi nha, cơ bắp sao nở ra gấp 6 lần được ta? Trái tim mà nở gấp 6 lần chắc nổ banh xác luôn á. Anh ơi, em sử dụng quyền trợ giúp. Rồi. Đây là một bộ phận mà có thể giúp em nhìn thấy mọi thứ xung quanh. À, vậy em chọn câu C, đồng tử mắt. Chính xác. Không mô hình Beric đi em. Đây, vậy em chọn con chính giữa. Trời, lại khôn vậy. Rồi em mở cái mô hình này ra em khoe với mấy bạn luôn đi. Mở ra luôn. Đây, đâu. Nè anh. À, mở ra luôn, khui ra luôn đi em, khui ra luôn. Đây là con cương thi đúng không anh? Con Beric cương thi. Đây, cam, hàng mới luôn nha. Dạ. Ai ngọc này nó vô mánh luôn rồi. Tới câu hỏi số 9. Bài thơ Nam Quốc Sơn Hà là của vị nào trong lịch sử Việt Nam? A. Lý Thường Kiệt, B. Phan Bội Châu, C. Nguyễn Trãi, D. Nguyễn Huệ. Trời ơi, con này dễ, B. Phan Bội Châu. Đây là một đáp án rớt quá. Câu đáp án chính xác là câu A, Lý Thường Kiệt. Chia buồn với A Ngọc. Tặng cho A Ngọc một tràng pháo tay đi. Dù tay mấy chúng ta vượt qua được câu hỏi số 8. Thí sinh tiếp theo. Hỏi tới em nè anh Trinh. Rồi Thảo vô chỗ. Câu hỏi số 1. Loài nào dưới đây có tốc độ di chuyển chậm nhất? A. Lười, B. Sao biển, C. Rùa, D. Kiến. Câu này dễ. Con kiến phải không anh? Con kiến tuy nó nhỏ nhưng mà nó bò rất là nhanh nha. Con rùa mới đúng. Mày chưa nghe cái câu chậm như rùa hả? Hay quá Ngao ơi. Con kiến thì nó đi nhanh quá. Vậy chỉ còn một đáp án thôi. Là con lừa phải không anh Vân? Chính xác. Người thường xuyên tắm khuya sẽ A. dễ bị đột quỵ, B. đột huyết áp, C. ăn ngon hơn, và D. dễ ngủ hơn. 30 giây bắt đầu. Câu C với câu D là không phải rồi nè. Thức khuya làm gì ăn ngon hơn chứ ngủ ngon hơn. Chỉ còn A với B thôi. Con nào vậy ta? Trời ơi, suy luận lâu quá. Em chọn câu A, dễ bị đột quỵ. Dễ mà, đúng rồi. Yeah. Dễ chết luôn. Câu tiếp theo. Những loại trái cây nào dưới đây không nên ăn cùng lúc với nhau? A. Chuối, dưa hấu, B. xoài, mận, C. cam, táo, D. bắp, nhãn. Khó dữ ạ. À? Câu này bắt đầu là hơi khó nha. Anh Vinh ơi, em chọn quyền gợi ý anh Vinh ơi. Khó. Gợi ý ha. Dạ. À, đây là một cái loại quả nó được loài khỉ rất là yêu thích á. Loài khỉ yêu thích hả? À, là câu A, chuối dưa hấu. Trời ơi, nó dễ muốn chết. Ủa? Chính xác. Mà sao chuối dưa hấu mình ăn chung không được? Mày biết cái bệnh máu không đông không? Là người ta phải ăn chuối nhiều vô đúng không? Sao vậy? Tại vì trong chuối có nhiều kali, dưa hấu cũng có nhiều kali nữa. Một lúc cơ thể mình nhập vô hai thứ nhiều kali, chịu sao mà nói, mày sẽ bị đầy hơi với nặng bụng, nguy hiểm hơn, mày có thể nhập viện luôn đó. Câu hỏi số 4. Qua câu này Thảo sẽ có một phần quà nha. Dạ. Người đủ 16 tuổi sẽ được điều khiển loại xe nào dưới đây? A. Dưới 50 phân khối, B. Dưới 80 phân khối, C. Dưới 100 phân khối, và D. Mô tô phân khối lớn. Trời ơi, câu này dễ quá các bạn. Mình đang điều khiển xe dưới 50 phân khối cho nên mình biết mà. Cô anh Vinh ơi. Chính xác. Yeah. Thảo này nó hay. Rồi em chọn món quà nào? Dạ em chọn gấu màu xanh đó kìa anh Vinh. Gấu này đúng không? Dạ. Kèm luôn con gấu nhỏ cho em luôn nè. Trời dễ thương quá. Rồi. Rồi. Tiếp theo câu số 5. Em sẽ được xem một tiểu phẩm. Tiểu phẩm. Anh nghe nó hát một câu đầu thôi là anh biết nó muốn giành cái giải quán quân của em rồi đó Quang. Ráng chịu đựng lần này đi. Cuộc thi hát lần sau em sẽ kêu anh Vinh tổ chức ngay lúc nó đi ăn đám cưới cho nó khỏi thi luôn. Con Tiên thì nó đang hát, thằng Quang cười nói vui vẻ, xong thằng Áo lại nói khích làm cho hai đứa mất lòng.
rồi thằng Quang lại bài mưu tính kế cho tiền không hát được. Cái câu này là đổ dầu vào lửa hả ta? Chắc không phải đâu. À, Châu bộ ghét Châu ăn phải không anh Vân? Chính xác. Châu buộc ghét câu ăn là một cái câu tục ngữ mà ta thường ám chỉ á, mấy cái đứa mà nó hay ghen ghét cái sự thành công, những cái mà bản thân nó không có được, người ta có được là nó sẽ ghét. Đó, người ta gọi câu tục ngữ dân gian là châu buộc ghét châu ăn. Qua câu số 6 nha. Em đi anh Vinh. Đây, đừng có nôn, đừng có nôn. Môn thể thao nào dưới đây được mệnh danh là môn thể thao vua? A. Bóng chuyền. B. Cờ vua. C. Bóng đá. Và D. Ném lao. Câu này dễ thì chị Thảo ơi. Môn thể thao vua. Chắc ăn nó phải có chữ vua. Em chọn câu B anh Vinh ơi, cờ vua. Quá dở. Câu C. Bóng đá mới là đáp án chính xác. Chia buồn với chị Thảo. Rồi chị Thảo đi về đây. Đây em anh Vinh ơi, chúc mừng. Về đây. Số 3 nha các bạn. Câu hỏi số 1 của Vũ Thành. Nguyên nhân nào gây ra sóng thần? A. Gió. B. Mưa. C. Bão. D. Động đất. Trời ơi, câu dễ cũng chết luôn mấy đứa. Câu D anh Vinh ơi. Ai học địa lý cũng biết hết á. Câu gì? À, câu D anh Vinh. Động đất. Chính xác. Câu số 2. Người bị thừa cân béo phì không nên ăn loại thực phẩm nào dưới đây? A. Thịt cá tôm. B. Rau củ quả. C. Trà sữa. Bánh ngọt. D. Cả ba đáp án trên. Cái này hỏi anh Đại hay lắm nè bạn. Chút xíu nữa mong cho anh Vinh hỏi mấy câu dễ dễ giống vậy nè. Cái này là câu C nè anh Vinh ơi. Trà sữa bánh ngọt. Đúng không Đại? Đúng anh Vinh ơi. Chính xác. Câu số 3. Nguyên nhân nào dưới đây gây ra tình trạng mụn trên da? Đó Thành. A. Nhiều chất nhờn. B. Da nhiễm khuẩn. C. Lạm dụng mỹ phẩm. D. Cả ba ý trên. Ê Hùng, da mày đẹp nè. Mày biết nguyên nhân nào gây ra mụn không? Biết chứ. Sao sao chỉ coi. Do nghiệp của kiếp trước mày đó. Trên da em có chất nhờn nè. Với lại cái tay em thường đụng lên mặt nữa. Bị nhiễm khuẩn, nói mụn là phải rồi. Hết thời gian rồi, bây giờ chọn đáp án nào. Câu D anh Vinh ơi. Câu D cả ba ý trên hả? Chính xác. Trời ơi. Câu thứ tư xong câu này là lấy quà nha em. Loài nào dưới đây chạy nhanh nhất? A. Ngựa. B. Chó sói. C. Hổ. D. Báo hoa. Thánh thần ơi, bốn con này con nào cũng chạy nhanh hết á. Bình thường trong phim người ta cưỡi ngựa không mà, có ai cưỡi báo với hổ đâu. Cưỡi nó vẫn ăn thịt mình luôn á. Con ngựa hay con báo trời. Câu A anh Vinh ơi, câu A, con ngựa. Ngựa là đáp án sai. Rồi đi về chỗ luôn đi. Báo hoa là loài chạy nhanh nhất nha các bạn. Tới em anh Vinh ơi, số 4. Đây, ngáo số 4, số 4. Con vật nào dưới đây đặt chân lên mặt trăng đầu tiên? A. Con thỏ. B. Con chó. C. Con rùa. D. Con gà. Trời ơi, mới vô câu hỏi đầu tiên à. Mà anh hỏi kiến thức đâu ngoài vũ trụ á, xem trả lời được anh. Mới có câu 1 à, mà con hỏi con ngáo khó gì quen. Mày nghĩ là con nào? Tao cũng không biết nữa. Nhưng mà theo tao nghĩ nha, là con rùa nó sống thọ nhất, thành ra người ta mới đem nó lên mặt trăng trước. Ủa, con rùa sống dưới nước mà, mày đem lên mặt trăng, còn nước đâu nó sống. Mày nói cũng đúng. Không biết nữa mày ơi. Thôi anh ơi, em sử dụng quyền trợ giúp luôn. Trời ơi, gì lẹ vậy mày? Gợi ý cho em à, đây là một cái con có thể giúp em coi chừng nhà đó. À, biết rồi anh ơi, con chó, câu B. Chính xác. Trời, mới vô câu 1 xài gợi ý rồi. Câu 2. Nước chiếm bao nhiêu phần trăm khối lượng cơ thể? Câu A. 35%, B. 55%, C. 75% và D. 95%. Câu này dễ nè các bạn ơi. Mình chọn câu C. 75%. Chính xác. Câu 3. Loài nào dưới đây không phân biệt giống đực và giống cái? A. Con giun. B. Hoa xoài. C. Con rùa. D. Con cá. Ê Hùng, loài nào mà không có giống đực cũng không có giống cái luôn vậy? Bông. Gì bông mày? Bông. Ủa, mà trong đáp án đâu có bông đâu. Bông là hoa đó. Đáp án là câu B. Hoa xoài. Câu A anh ơi, em chọn câu A, con Dung. Đâu giải thích nghe coi. Các bạn biết sao không? Tại vì con Dung á, là loài lưỡng tính. Nó có hai đầu, một đầu là đầu đực, một đầu là đầu cái. Khi mà nó muốn đẻ, nó chỉ cần chập hai đầu lại với nhau giống như dây điện vậy đó.
là tao đẻ được à. Hay quá, đúng rồi. À, có kiến thức đó. Câu 4 nha Ngáo, trả lời câu này là có quà nha Ngáo ha. Câu gì các bạn? Các loài nào dưới đây là vật chủ trung gian truyền bệnh? A. Ếch, chim, sâu. B. Ruồi, muỗi, chuột. C. Gà, rắn, ốc. D. Chó, mèo, sóc. Câu này cũng phải suy luận nha. Có chim trong đây nữa các bạn, nhưng mà lần này câu chim là không có đúng rồi. Sắp hết thời gian rồi kìa. À, em chọn câu B anh ơi. Các bạn biết làm sao mình chọn câu B không? Tại vì con ruồi á, nó hay đậu vô mấy bể phân lắm, rồi từ đó nó bay thức ăn của mình, mình ăn vô mình bị bệnh nè. Còn con muỗi á, nó sẽ lây bệnh cho mình nè. Tiếp theo là con chuột, sau khi mà nó chết ha, là nó sẽ lây bệnh dịch hạch với dịch tả cho mình đó các bạn. Đúng rồi đó, đúng rồi đó. Câu B. Hết quà nào. Đây, em lấy Lego đi anh ơi. Rồi, Lego. Tiếp theo sẽ là một tiểu phẩm nha. Tiểu phẩm hả anh? Ừ, mời mọi người cùng xem tiểu phẩm này. Đồ quá đẹp. Nhức cái nách luôn, tới cái tay bên này. Lên xem ơi. Ủa, chi chết 1000 của anh đâu rồi? Sao tự nhiên bên đây đi cái này? Cái chặng cầu kỳ rồi á, anh bắt kèo dưới, thua chung rồi. Nhưng mà không sao, lên xe đi em. Hôm nay anh sẽ chở em ra trung tâm xem một trận cầu siêu kinh điển. Lần này anh sẽ bắt kèo trên, đảm bảo cho em sẽ lấy lại chiếc vách ngàn. Anh lựa chọn như vậy là đúng rồi đó, em ủng hộ. Chơi đi, lỡ thua anh còn cái nhà này mà. Đúng là bạn gái của anh. Cái nhà này hả, thua thì chung, dần chơi mà sợ gì. Lên xe em, vòng vòng cái xóm này ha. Hiếu gì cầm cầu, mình đi tới đâu mình sống tới đó. Thông qua tiểu phẩm này, theo em là tục ngữ dân gian gì? 30 giây bắt đầu. Từ từ anh ơi, từ từ em đi gói anh ơi. Ừ, lẹ lẹ lên giùm cái đi. À ha, có nè các bạn ơi, câu trả lời của mình là nồi nào úp dung nấy, phải không anh? Chính xác. Hay quá. Nồi nào úp dung nấy là một câu tục ngữ ám chỉ nồi tròn thì dung tròn, mà nồi méo thì dung méo. Tức là người tốt á, thường sẽ gặp người tốt, còn người xấu sẽ kết duyên với người xấu. Kiểu giống giống như là mây tầng nào sẽ bay ở tầng đó vậy đó nha. Rồi tiếp theo là câu hỏi số 6. Hiện nay ở Việt Nam có bao nhiêu tỉnh thành? A 61, B 62, C 63, D 64. Câu này dễ các bạn ơi, mình chọn câu C 63 nha. Chính xác. Câu số 7. Điểm cực bắc của nước ta thuộc tỉnh nào? A Lạng Sơn, B Lai Châu, C Hà Giang, D Hà Nội. Trời ơi, mình học địa không có giỏi các bạn ơi. Mấy câu này hơi bị khó luôn á. Câu này khó à nha. Vô kiến thức địa lý là ngáo luôn. À, em biết rồi anh ơi. Mình chọn câu D các bạn ơi, Hà Nội. Tại sao có thể chia sẻ không? Tại vì ra Bắc là phải đi Hà Nội anh ơi. Tại vì ở ngoài Hà Nội nhiều cảnh đẹp dữ lắm. Đúng không? Đúng rồi mấy đứa. Trời ơi, kiến thức không nặng rồi các bạn ơi. Điểm cực bắc của nước ta thuộc tỉnh Hà Giang. Hà Giang chứ không phải Hà Nội. Rớt rồi, dạy chỗ. Rồi em luôn anh ơi, số 5 nè. Rồi số 5 nha các bạn. Đây số 5 nha. Câu hỏi đầu tiên của A Đại. Chim cánh cụt có lớp mỡ dưới da rất dày để làm gì? A giữ trữ năng lượng, B giữ nhiệt, C giúp nổi khi bơi, D A B đều đúng. Cái câu này hay khó quá. Câu A cũng đúng nè. Câu B là giữ nhiệt. Thường mấy mập như mình các bạn đỡ lạnh hơn mấy ngớm. Cái câu này hợp lý nè. Câu C là giúp nổi khi bơi. Mấy con chim cánh cụt nó mập thì nó nặng khó bơi hơn chứ. Câu này không đúng rồi. Chọn câu nào? A và B đều đúng. Em chọn câu D anh Vinh ơi. Chính xác. Câu 1 mà nó suy nghĩ lâu quá đi. Câu 2. Con người có thể nhịn uống tối đa bao nhiêu ngày? A 1 tới 2 ngày, B 3 tới 4 ngày, C 5 đến 6 ngày và D 7 tới 8 ngày. Cái rồi câu nào? Này con á ti nó còn trả lời được, huống chi là em. Câu B anh Vinh ơi, 3 đến 4 ngày. Câu này quá dễ. Tới câu 3 nha. Câu dễ không à? Người 14 tới 17 tuổi ngủ bao nhiêu giờ một ngày là tốt nhất? A 4 tới 6 giờ, B 6 tới 8 giờ, C 8 tới 10 giờ và D 10 tới 12 giờ. Ê Quang, câu này em chọn đáp án nào? Chứ anh chọn câu B đó, ngủ từ 6 đến 8 tiếng. Phải là câu D mới đúng, một ngày ngủ từ 10 đến 12 tiếng. Thánh thần ơi,
Một ngày có 24 tiếng à, mà mày ngủ hết 12 tiếng rồi, mất hết nửa ngày rồi, làm ăn gì nữa? Bình thường mình có ngày ngủ ít, có ngày ngủ nhiều nữa nè. Bữa nào game có sự kiện á thì mình ngủ ít, còn mà bữa nào đi hỏi hết pin sớm á thì mình ngủ nhiều. Theo giờ khoa học á là từ 6 đến 8 tiếng, mà ở này lứa tuổi là từ 14 đến 17. Lứa tuổi của mình nè các bạn, tuổi ăn tuổi lớn đó, là phải ngủ nhiều hơn, 8 đến 10 tiếng. Anh suy luận xong chưa? Hết giờ rồi. Con sai anh Vinh ơi, 8 đến 10 tiếng đúng không? Đúng rồi các bạn ơi. Câu số 4, trả lời được câu này em sẽ được một phần quà. Dạ. Trong các quốc gia dưới đây, quốc gia nào có đường biên giới giáp với Việt Nam? A. Philippines, B. Lào, C. Nhật Bản, D. Hàn Quốc. Câu này là dễ nè. Bữa hổm em có nghe cô Địa nói là Lào với Campuchia, mà ở đây không có Campuchia, chắc chắn là Lào rồi, câu B. Chính xác. Yeah. Lấy một phần quà đi em. Để em lấy rồi, Jim Bay. Rồi, qua tiểu phẩm nha. Câu 5 là một tiểu phẩm. Mày thấy cái chữ ở đây không? Thấy đó. Mà không biết dịch. Trời ơi, mình đã học dở tiếng Anh rồi, mà gặp nhỏ này nó còn dở tiếng Anh hơn mình nữa bạn. Mày nghe tao giải thích nè. Clam là gì? Clam là leo núi. Vậy nên climbing nó cũng có nghĩa là leo núi mà thôi. Tiếp. Beach là gì? Trời ơi, súc vật. Ở ghép lại coi. Là súc vật leo núi. Chính xác. Theo cái IQ 200 của mình thì đây là một loại xe chuyên chở súc vật lên núi. Hay quá các bạn ơi. Các bạn thấy mình thông minh chưa? Ủa, này là xe đua địa hình mà. Coi gán làm nha quan, để em hồi thằng bét luôn đó. Trời ơi, cái bà chị Thảo này mơ mốt bên bên nhiều chuyện lại giùm cái nè. Đã giờ mình nói giỡn chứ cho vui mà các bạn, chứ là nhìn vô bọn biết nó là xe đua địa hình, đúng không các bạn? Đúng không? Rồi chừng nào mới làm? Thông qua tiểu phẩm này em hãy cho em biết cái câu tục ngữ dân gian này là gì. Rồi suy nghĩ đi. Em dùng một quyền trả giúp luôn anh Vinh ơi. Ok, cái câu tục ngữ này nó có 4 chữ và chữ đầu tiên là chữ thùng. 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 Rồi suy nghĩ đi. Thùng trời. Có chứ vậy. Có 4 chữ, chữ đầu tiên chữ thùng. Không biết. Thùng phi. Trời. Hết thời gian rồi. Em thua luôn Vinh ơi, em biết luôn rồi, em biết luôn á. Đây là câu tục ngữ thùng rỗng kêu to. Nó là thể hiện những cái người mà người ta gọi là cố gắng tỏ ra thông thái, tỏ ra thông minh, tỏ ra là mình đây có nhiều hiểu biết để mà nhận thấy cái sự ngưỡng mộ, sự ghen ghét của người khác. Rồi A Đại rớt, A Đại đi ra ngoài đi. Đấy em anh ơi, em số 6. Rồi số 6, Quang Mập vô. Câu hỏi đầu tiên của Quang Mập. Người thường xuyên ăn mặn sẽ A. Cao huyết áp, B. tụt huyết áp, C. cao lớn hơn, D. suy dinh dưỡng. À cái câu này em biết nè. Hôm bữa mình còn khuyên cha mình đừng có ăn mặn nhiều nữa mà các bạn, tại ăn mặn nhiều sẽ dễ gây cao huyết áp. Em chọn câu A. Chính xác. Tiếp luôn anh ơi. Câu 2. Loài nào dưới đây thường kêu to sau khi mưa? A. con chó, B. con gà, C. con ếch, D. con dế. Con chó trời mưa lạnh lạnh là nó ngủ à. Còn con gà thì nó cũng ngủ sớm luôn, để sáng nó còn gáy nữa. Con ếch, mình đang phân vân con ếch với con dế nè. Mà trời mưa vậy, nước ngập lụt cái hang của con dế, không biết nó gáy được không nữa. Thôi, em chọn con ếch. C. Chính xác. Hay rồi. Câu 3. Loại trái cây nào dưới đây có chứa nhiều vitamin C nhất? A. ớt chuông, B. chanh, C. cam, D. ổi. Trời ơi, con này dễ nè. Trái cam đúng không Thiên? Đúng rồi, bình thường người ta bệnh hay uống mấy viên cam sủi á, có vitamin C. Chơi sủi cam uống, mình đang mặc áo cam luôn nè các bạn. Mà hôm bữa mình nghe ở đâu người ta nói ổi cũng nhiều vitamin lắm. Anh Vinh ơi, em dùng quyền trợ giúp luôn. Có loại quả có thể nói là cái lúc sống thì nó màu xanh, lúc về chín là cái vỏ của nó cũng hơi hơi ngã sang vàng, có mùi thơm. Rồi lựa đi. Vậy chắc chắn là trái ổi rồi. Câu D. Chính xác. Hay, hay ha. Câu 4, trả lời câu này xong có quà nha Quang. Khi có tín hiệu của xe ưu tiên, người tham gia giao thông cần phải làm gì? A. chạy bình thường, B. giảm tốc độ chạy sát vào lề, C. chạy nhanh hơn, và D. là dừng lại ngay lập tức. Trời ơi, câu này quá dễ. Câu B. Chính xác. Lấy quà. Lấy lúc quay vậy các bạn. Rồi, còn đây là quá ác quỷ Gomu Gomu Nomi nha các bạn. Rồi, tiếp đi anh ơi. Đây,
Câu số 5 là xem một tiểu phẩm. Sửa soạn gì mà lâu quá. Trời ơi, cái gì vậy anh cô Tí? Sao? Anh đi chơi với em mà anh áo sơ mi lạng sao? Nhìn kém sang quá đi. Ủa sao em kỳ vậy? Cái lần đầu hai đứa mình đi chơi với nhau á, anh mặc áo hung thì em chơi anh bằng. Còn bây giờ anh mặc áo sơ mi, em nói anh kém sang, giờ ý em sao? Người ta bằng áo sơ mi là cái sọc nhỏ nhỏ cho nó đẹp. Còn anh bằng áo sơ mi, cái sọc nào sọc nấy chà bá, nhìn xấu quá đi. Chưa hết đâu, nhìn đôi dép của anh kìa, gớm muốn chết. Bây giờ ý em sao? Em muốn anh mặc áo sơ mi, bỏ áo vô hụt hay là mang dài, em nói lẹ anh cái đi. Chứ mỗi lần đi chơi với em á, là mỗi lần gây lộn à. Thôi lên xe đi, anh chở đi chơi nè. Thôi đi gì mà đi, mặc đồ vậy mà cứu tôi ra đường. Giờ đi không? Một là lên xe anh chở đi chơi, còn hai thì chia tay. Ờ chia tay thì chia tay chứ tôi sợ à. Thôi vậy chia tay. Nói nghe nè, cái con ghi file của tao á mới có cái skin mới đã lắm, áo sơ mi sọc caro. Mày chơi skin này hả, mấy em gái chết mê chết mệt luôn. Sơ mi sọc caro nè. Thằng ấy nấy cái gì trời, cái điện thoại của tôi. Em hãy cho anh biết đây là câu tục ngữ gì. Từ từ anh, để em phân tích cái. Là hai mới đầu hai người này hẹn hò với nhau không được, xong rồi cái cãi lộn, cái lộn cái chia tay, anh Cú Tí quạo. Anh Cú Tí đi về nhà thấy anh Phong đập điện thoại của anh luôn. Cái này gọi là quạo lay nè. Giống như cái câu nào thôi. Con ở đây giận cá chém thớt. Trên xa. Giận cá chém thớt là một cái nỗi bực tức do người này gây ra, rồi mình trút lên một người khác để giải tỏa bớt cái sự căng thẳng, cái sự bực bội của mình. Rồi tiếp theo là câu số 6. Loài chim nào thông minh nhất thế giới? A. Quạ. B. Bụt câu. C. Cú mèo. D. Vẹt. Con vẹt mình dạy nó nói gì là nó y chang vậy hả? Con vẹt thông minh nhất á, chọn câu D. Con cú mèo thì mình không biết rồi nè. Con vẹt thì mình thấy nó cũng thông minh, mình dạy nó nói chuyện được. Bồ câu thì chắc không phải đâu. Có câu chuyện con quạ thông minh đó các bạn. Có cái lọ nước nó không được, cái nó bay ra ngoài bờ suối, gấp đá rồi bay ngược vô đây, để đá vô cái lọ cho nước dâng cao lên để nó uống. Ủa, mà nó bay ra ngoài suối gấp đá vậy thôi, nó uống nước ngoài đó luôn đi, chứ nó gấp đá bay ngược vô đây để vô cái lọ làm cái gì? Vậy là con quạ ngu. Anh bị lố rồi đó, anh bị lố thời gian rồi đó, anh chọn câu nào? Anh nhìn đi lại con quạ anh ơi, chọn đại luôn á. Trời ơi, chính xác rồi. Suy luận một buổi lòng vòng cũng chọn con quạ à. Qua câu 7. Câu 7. Ai là người đánh bại quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng? A. Trần Hưng Đạo. B. Ngô Quyền. C. Đinh Bộ Lĩnh. D. Phạm Ngũ Lão. Câu B. Ngô Quyền anh ơi. Chính xác. Hay đó. Tiếp câu anh ơi. 8. Trả lời đúng câu này, một cái mô hình Beric đang chờ em kìa. Đỉnh núi nào dưới đây cao nhất thế giới? A. Núi Thái Sơn. B. Núi Everest. C. Núi Bà Đen. Và D. Núi Nga Mi. À, đỉnh núi Everest không mày? Bộ đó giờ mày không nghe câu công cha như núi Thái Sơn hả? Nói nhiều nó tự hiểu đi. Trời quá, con ảo anh ơi. Núi Thái Sơn á. Núi Bà Đen ở Việt Nam mình chắc không phải rồi các bạn. Thường thường mình coi phim Trung Quốc, phim Tàu đó, thấy mấy người mà ta muốn học võ là phải lên núi Nga Mi. Vậy chắc cái núi này cao lắm nào. Câu D, núi Nga Mi. Đây là một đáp án sai. Núi Everest là đỉnh núi cao nhất thế giới. Mời em về chỗ đi. Em anh ơi. Tiếc quá, thêm câu này nữa được Beric rồi. Số 7 nha các bạn. Tiểu Hùng. Câu hỏi đầu tiên của Tiểu Hùng. Nước Việt Nam có bao nhiêu dân tộc? A 51, B 52, C 54 và D 55. Trời ơi, mình người Việt Nam mà không biết nước Việt Nam mình có bao nhiêu dân tộc thì đi ngủ luôn đi các bạn ơi. Đáp án là nãy giờ em đang phân vân câu C hay câu D. 54 hay 55 sao? Thôi giờ mình chọn đại luôn. Câu C anh Vinh ơi. Chắc chưa, không dùng gợi ý luôn phải không? Dạ. Chính xác. Trời, Việt Nam 54 dân tộc nó cũng phải hoang mang nữa. Mày người nước ngoài à. Qua. Câu thứ hai, châm cứu là phương pháp dùng kim đâm vào đâu trên cơ thể người? A. Mắt. B. Huyệt đạo. C. Xương. D. Thạch. Kim mà đâm vô mắt á là bị đuôi luôn á.
Nguyệt đạo, xương, trời, cái gì đâu mà đâm sâu dữ vậy? Thật. À, hôm bữa mình có xem phim á, mình thấy người ta nằm sắp xuống lấy kim đâm vô thịt, cái lưng bí nhầy luôn, nhìn như con nhím vậy á. Không lẽ là cô đê sao ta? Thôi em dùng quyền trợ giúp anh Vinh ơi. Đâm vào những cái nơi mạch máu mà có thể giúp cho khí huyết lưu thông trong cơ thể đó, thì cái đó là cái gì? Dạ con bê nguyệt đạo. Chính xác rồi, trời đất ơi. Nó dễ mà nó suy nghĩ lâu quá. Câu 3, loài động vật nào có kích thước lớn nhất thế giới? A. Cá voi xanh, B. Cá mập, C. Voi, D. Khủng long. Đáp án là khủng long rồi chị Thảo. Đúng rồi, cần thấy khủng long ăn cỏ không? Kích thước của nó chà bá vậy nè. Còn con nào bự hơn con khủng long nữa? Sâu thăm trong trái tim em, một tình yêu siêu khủng long. Anh nói anh thật là... Mày im hết thời gian rồi mày chọn câu nào? Dạ câu A anh Vinh ơi. Ủa sao mày hát khủng long cho dữ rồi mày chọn câu A? Chắc chưa? Dạ chắc. Chính xác. Rồi, tới câu 4, xong câu này là có quà. Rồi. Trong các cuộc thi đấu bò tót, nguyên nhân chính nào khiến con bò trở nên hung hăng? Dễ. Câu này dễ. Tấm vải màu đỏ. Em xem trên phim á, thấy người ta cầm tấm vải màu đỏ này nè, lắc lắc trước mặt con bò, rồi con bò chạy vô, chắc chắn nó bán là câu A. Đúng không mấy em? Dạ đúng. Sai rồi. Ủa, sai hả ta? Mày mốt biết thì nói, không biết thì im đi mày ơi. Con bò nó bị mù màu, làm gì phân biệt được cái khăn màu đỏ hay màu vàng mà nhào vô? Tại tao quên mày ơi. Dốt nói dốt, có gì đâu quên. Tiếng là hét mới là nguyên nhân chính khiến cho con bò nó nổi điên lên. Anh sai rồi, anh đi vào chỗ đi. Các bạn ơi, mình hỏi các bạn nè, trong đây có bao nhiêu bạn trả lời đúng được cái câu hỏi này thì nhớ bình luận vào bên dưới nha. Rồi đi về dưới luôn đi, thua rồi, hỏi nó nhiều quá. Rồi tới Á Tiên không? Em số mấy ạ? Á Tiên số 8 nha các bạn. Đây, câu hỏi đầu tiên. Phương tiện nào được ưu tiên khi tham gia giao thông? A. Xe cứu hỏa, B. Xe buýt, C. Xe khách, D. Xe đồ. Em chọn câu A anh Vinh ơi. Tại vì lúc xe cứu hỏa dừng đèn đỏ á, nội đợi đèn đỏ không, nhà ta cháy gũi chân luôn rồi. Chính xác câu A. Câu số 2. Quá trình hô hấp của cây diễn ra khi nào? A. Ban ngày, B. Khi có ánh nắng, C. Ban đêm, D. Là cả ngày lẫn đêm. Câu này em học rồi nè. Em chọn câu B. Khi có ánh nắng. Chính xác. Qua câu số 3. Kỹ năng giao tiếp tốt sẽ quyết định bao nhiêu phần trăm sự thành công của bạn trong cuộc sống? A. 20%, B. 70%, C. 50% và D. Là 85%. Câu này nghiêng về kỹ năng mềm nha bạn, kiến thức xã hội nha. Mình thấy mấy ông giám đốc được các bạn, quản lý nè. Giao tiếp là quan trọng lắm nè, cho nên phải hơn 50%. Thì chỉ còn câu B và câu D thôi. Chọn câu nào vậy ta? Câu nào có cần gợi ý không? Dạ không. Thôi chọn lại đi. Em chọn câu D anh Vinh ơi. Chính xác. Kỹ năng giao tiếp chiếm 85% sự thành công của các bạn trong cuộc sống. Còn 15% còn lại nó là do trí thông minh và sự cần cù mà thôi. Câu 4. Trên cơ thể một người bình thường có tổng cộng bao nhiêu cặp xương sườn? A. 8 cặp, B. 10 cặp, C. 12 cặp và D. 14 cặp. Anh biết câu này không anh Ngọc? Câu C với câu D đó. Nhớ mãi mãi 12 với 14 mà không biết câu nào. Chắc 14 á. Có 14 cặp hả anh Hùng? Mày người ngoài hành tinh hả? Người mình bình thường có 24 cây xương sườn. Tự suy ra đi ha. Mùi bên đây mùi nó 20. Mà ở đây anh Vinh hỏi cặp. Nghe mùi cặp anh Vinh nói câu B. Câu B là đáp án sai. Người bình thường có 24 cây xương sườn, tức là 12 cặp, là câu C mới đúng đó em. Đi về chỗ đi, chia buồn với em, không có thưởng nha. Gọi tới em nè, số 9. Rồi, số 9 là Tiểu Phương nha các bạn. Câu hỏi đầu tiên của Tiểu Phương. Nước nào có dân số đông nhất thế giới? A. Trung Quốc, B. Nga, C. Việt Nam, D. Úc. Nước nào ta? Việt Nam là nước nhỏ nè, là không phải rồi đó. Nước Úc hả? Thì không có bự lắm. Còn là nước Nga, lại Trung Quốc. Hổm gà mình nghe nói Trung Quốc đang bị bùng nổ dân số các bạn. Cho nên em quyết định chọn con A anh Vinh. Chính xác. Câu số 2. Loài thằn lằn đứt đuôi có thể mọc lại nhưng sẽ ảnh hưởng gì tới cơ thể của chúng? A. Dễ nè. Teo cơ, B. Giảm thọ, C. Sức khỏe kém và D. Là không ảnh hưởng gì hết. Dạ con này quá dễ luôn. Hổm mới thấy trên mạng nè các bạn. Là câu A. Là câu B, giảm tuổi thọ. Chính xác. Câu số 3.
Quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc tỉnh nào của Việt Nam? A. Khánh Hòa, B. Kiên Giang, C. Hải Phòng và D. là Cà Mau. Trời ơi, là người Việt Nam mà không biết câu này nữa hả? Là quá tệ luôn. Là câu A, Khánh Hòa. Chính xác. Nãy giờ mấy câu ta? Dạ ba câu ạ. Rồi, trả lời câu này nữa là có quà nha em. Nguyên nhân chính gây ra bệnh tiểu đường là gì? A. Không ổn định insulin trong cơ thể. B. Do ăn quá nhiều đường. C. Sử dụng đường kém chất lượng. D. Cả ba ý trên. Nguyên nhân bị tiểu đường chắc chắn á là do uống trà đường nhiều, do uống trà sữa nhiều nè. Thì chọn câu B rồi. Cưng nói như vậy là mấy đứa con gái bị tiểu đường hết rồi. Chị nè, ngày nào cũng uống mấy ly trà sữa. Chết rồi, vậy là chị bị tiểu đường rồi đó. Nó xui xẻo. Để coi anh Vinh trả lời đáp án nào nha. Sử dụng đường kém chất lượng hả? Là bị đau bụng nè. Có thể là không phải câu này đâu. Câu D, cả ba ý trên. Câu này chắc chắn là không đúng rồi. Ăn quá nhiều đường. Đúng rồi, ông bà thường hay nói các bạn, ăn nhiều đường là bị tiểu đường. Em chọn câu B. Câu B là đáp án sai luôn. Đâu phải ăn nhiều đường là bị tiểu đường đâu. Đây là một cái kiến thức sai em. Câu A là do cơ thể em không ổn định được insulin, là cái tuyến insulin trong cơ thể em nó có vấn đề. Về chỗ đi. Rồi những ai có quà đâu đứng lên thôi. Khoe với các bạn kìa. Thì không giấu gì mọi người, đây là cái tập 1 của series Ai là Rich Kid của kênh mình tự tạo ra. Thì hy vọng biết các bạn xem xong có vui hay không, có được nhiều kiến thức mới hay không, và không biết các bạn có yêu thích hay không nữa. Thì các bạn hãy để lại cái sự yêu thích của mình thông qua những cái like phía dưới đây nha. Đừng quên thao tác cũ, đăng ký kênh, bấm like và bấm vào cái chuông để ủng hộ team mình nha các bạn. Còn bây giờ thì hẹn gặp các bạn ở clip tiếp theo.